Hi, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh Chuyện Một Tông Nào của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục review dẫn cả nhà tông nào. Hôm nay chúng ta sẽ tông nào về chủ đề động vật nhé. Hôm nay mình có bức tranh đó là chú thỏ. Cùng tông nào chú thỏ với mình nha. Đầu tiên mình sẽ tông chiếc nơi ở màu đỏ. Với kem mình sẽ tô màu vàng. Vị kem màu cam. Chỗ phần khuôn mặt chú thỏ mình sẽ tô màu bé sữa. Chiếc áo của chú thỏ sẽ trong màu hồng. Chú thỏ hôm nay mình sẽ tô màu nâu nha. Mình sẽ tô phần các bạn ơi, vậy là mình đã tô xong bức tranh này, một chú thỏ nâu có cài một chiếc nơ màu đỏ mà một chiếc áo màu hồng.
À, đang cầm que kem vị cam nha, thì các bạn có thể tham khảo tông màu. Hôm nay mình tông màu cho chú thỏ nâu này. Còn video của mình đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem và lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình. Đừng quên bấm like và subscribe kênh cho mình nhé. Bye bye.